Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn xin giới thiệu các bạn dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy Note 4 chính hãng tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung hàng đầu hiện nay. Ở trên hình các bạn có thể thấy đây là trọn bộ linh kiện của Samsung Galaxy Note 4 chính hãng đang được thay thế sửa chữa tại di động cao cấp.vn với main, pin, camera, loa trong loa ngoài, xương máy, màn hình, nắp lưng. Đó. Trọn bộ linh kiện, tất cả mọi thứ của Samsung Galaxy Note 4 tại di động cao cấp.vn. Trong quá trình sử dụng, quý khách hàng gặp các sự cố liên quan đến màn hình, chân sạc, loa trong, loa ngoài, mic, rung chuông, hỏng main, sửa camera, máy ảnh, chân sim, chân thẻ nhớ. Quý khách hàng có thể vui lòng qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc để được tư vấn và hướng dẫn sửa chữa thay mới linh phụ kiện điện thoại Samsung Galaxy Note 4 chính hãng với giá cực kỳ hấp dẫn. Trên tay mình đây là bảng main của Samsung Galaxy Note 4, camera của máy. Tất cả những lỗi, phần cứng cũng như phần mềm của Samsung Galaxy Note 4 đều đã có phương án xử lý hiệu quả tại di động cao cấp.vn. Đi kèm với đó là 100% linh phụ kiện thay mới của Samsung Galaxy Note 4 đều là hàng chính hãng 100%, được di động cao cấp.vn nhập về phân phối bảo hành sửa chữa cho quý khách hàng. Tùy theo lỗi của máy, quý khách hàng sẽ nhận được dịch vụ sửa chữa sau bảo hành từ 3 đến 12 tháng. Tức là khi sửa xong thì quý khách hàng sẽ nhận được dịch vụ bảo hành sau khi sửa, chứ không phải sửa xong là xong. Mọi thông tin về sản phẩm, dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy Note 4 chính hãng tại di động cao cấp.vn, quý hàng có thể vui lòng liên hệ đường dây nóng 04667 5099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung hàng đầu hiện nay. Đến với chúng tôi, quý hàng nhận được dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung hàng đầu hiện nay với 100% linh phụ kiện thay mới chính hãng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.